đình Bùi Thị của chúng ta sống trong khu phố này tổng cộng là 18 năm. Không biết lý do từ đâu mà cả hai dòng họ có hiềm khích với nhau. Con hơn 20 tuổi đầu rồi, chứ đừng nghĩ con nít đâu. Ba nên nhớ, con là Quy Hoàng, chứ không phải Thảo Linh, con của nhà bên kia. Hả? Ngày nào cũng vừng jean áo thun thì anh nào thích, anh nào dòng. Con đã nghe từ bấy lâu nay đã lừa dối mẹ. Hai đứa ra khỏi nhà này mà đám cưới em muốn làm cái gì cũng được. Cái độ này nè, nếu mà được á là người ta lấy liền luôn đó. Vậy mấy con này chắc là ế lâu năm rồi gặp hốt luôn nè. Có gì mà cứ tâm sự với con đi. Mày nghe đừng có nhiều chuyện nghe, tự nhiên gia đình tao mà tâm sự với mày chi. Mày chưa vừa làm cái sao mày về cái là mày nạt nó làm sao? Cái là mày nói gì với mẹ tôi nè? Em đâu nói gì đâu, em đâu nói mẹ gì đâu. Tập nó có bền bỉ, chứ có chồng mà. Tập nó có cẩn thận. Còn mấy cái nhỏ này là đó, đàn ông nó không mê mấy cái chồng này. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.